Tất cả anh chị và các bạn, à, xin chào những người bạn của Phan Anh, xin chào à, Trong video này à, cũng là một cái video à, rất là mới vâng, à, được quay vào ngày à, Noel của năm nay và vâng, chúng ta đang chuẩn bị bước sang à, năm 2023 vâng. à, Video này thì tôi sẽ nói về một số những kinh nghiệm, cách thức để các anh chị và các bạn có thể tăng được lượt theo dõi tiếng Anh người ta gọi là follow trên kênh TikTok của chúng ta Vâng, như chúng ta đã biết là TikTok hiện nay là một cái nền tảng đang được phát triển bùng nổ trên toàn cầu. Và tại Việt Nam nói riêng, tại Việt Nam hiện nay TikTok đến thời điểm này có khoảng hơn 56 triệu người sử dụng và tài khoản đang sử dụng tại Việt Nam và vẫn sẽ tiếp tục tăng. Vâng, ở Việt Nam là một cái quốc gia đứng thứ 5 trên thế giới về lượng người sử dụng TikTok. đứng đầu là Mỹ và một số quốc gia khác. và trong video khác thì tôi sẽ nói về các cái thứ hạng và các cái insight của TikTok sau. Vâng, cái video này sẽ tập trung nói về những cái cách tăng theo dõi. Vâng. Thế thì các anh chị biết rằng là bây giờ chúng ta sở hữu một cái kênh TikTok một vài chục nghìn lượt theo dõi hoặc là một vài trăm nghìn thận đoạn khách hàng à, vô cùng là thuận tiện đúng không ạ? Xây dựng thương hiệu của chúng ta à, một cách rất là dễ dàng và cũng như là chúng ta có thể là làm cho À, cái sản phẩm và dịch vụ của chúng ta được nhiều người biết đến và tăng được cái lượng theo dõi, tăng được cái lượng à, truy cập, tăng được cái lượng à, mua bán thực tế tại à, cửa hàng của chúng ta hay là à, bán trực tuyến trên các cái nền tảng của TikTok và TikTok Shop. OK. Vậy thì có những cái cách nào để tăng được lượt theo dõi, tăng được lượt theo dõi, đúng không ạ? Vâng. À, đây là thông tin cá nhân của tôi. Nếu như các anh chị và các bạn có cần liên hệ thì các anh chị và các bạn có thể liên hệ. Vâng. À, video này là quay 2023. Cho nên là cái copyright 2021 là chưa đúng. Đấy là cái phần template thôi. À, tôi sẽ sửa. Vâng. Thế thì à, ở đây thì có một số những cái nội dung như là lượt theo dõi là gì. Những cái cách thức để tăng đúng không? Và làm thế nào để tăng lượt theo dõi. Đấy. Thế thì ở đây chúng ta thấy rằng là trong tiếng Anh là lượt theo dõi tính là follow của Tiktok. Chính là những cái người mà những cái tài khoản người ta sẽ bấm vào theo dõi kênh của chúng ta. Và à, tổng cái lượt theo dõi sẽ được... À, tính bằng cái số lượt theo dõi đấy từng người từng người từng người và một cái thương hiệu hay một cái tài khoản hay một cái cá nhân mà trở nên nổi tiếng trở nên phổ biến thì sẽ có một cái lượt theo dõi càng lớn càng lớn càng tốt về mặt số lượng thứ hai là về mặt chất lượng thì càng đúng đối tượng khách hàng mục tiêu càng tốt đúng không Thí dụ như là số lượng chúng ta có thể lên tới một triệu 2 triệu thậm chí 5 triệu 10 triệu đấy là những cái ngôi sao những cái À, bạn tiktoker làm sớm và đã có được cái sự thành danh nhất định đúng không? vâng và, và bây giờ bạn ấy có thể kiếm được rất nhiều tiền à, từ việc là có thể đi livestream thuê à, bán hàng trực tuyến à, tài trợ cho nhãn hàng à, rồi thì chia sẻ những câu chuyện rồi thì kiếm tiền quảng cáo từ affiliate rồi trong tương lai thì à, tiktok cũng sẽ là cho chia sẻ quảng tiền à, quảng cáo trên video giống như là của youtube vân vân đó thế thì Uh, cái lượt theo dõi ở đây thì chúng ta biết rồi nó cũng giống như là lượt thích uh, trên fanpage thôi, uh, lượt uh, bạn bè trên uh, Facebook cá nhân, đây là lượt theo dõi trên kênh hoặc là trên uh, cái uh, TikTok Business của chúng ta. Vâng và những cái lý do để lên tăng follow thì nó có quá nhiều cái lợi ích, đúng không? nó có quá nhiều các lợi ích uh, giúp chúng ta có được cái lượng uh, theo dõi lớn rồi chúng ta uh, cũng có những cái um, cơ hội bán hàng nhiều hơn và chúng ta trở nên nổi tiếng hơn được nhiều người biết đến hơn đúng không đấy, thì đó là lý do mà chúng ta sẽ phải tăng rồi khi mà chúng ta đăng cái video lên thì có nhiều người xem rồi có nhiều người tương tác nhanh hơn rồi tiktok cũng sẽ ưu tiên đưa cái video của chúng ta ở cái tài khoản của chúng ta lên những cái lượt theo dõi trên xu hướng tốt hơn đấy đúng không nên là bình thường ví dụ mình đăng lên trên một cái kênh mà chúng ta sẽ thấy rằng là <laughs> À, chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ hơi bị khó một chút à, khi mà chúng ta không có lượt xem vâng à, khi mà chúng ta không có lượt xem nên là à, cái việc mà chúng ta à, cần phải có cái lượt theo dõi và à, càng nhiều lượt theo dõi càng tốt thì là sẽ rất là à, ok vâng à, tiếp tục đấy là à, chúng ta sẽ có khả năng tiếp cận được nhiều lượt hơn vâng à, có khả năng tiếp cận được nhiều lượt hơn và chúng ta cũng sẽ À, xây dựng được thương hiệu cho cá nhân cũng như là cho nhãn hàng cho doanh nghiệp của chúng ta đó thì à, đấy là những cái lý do mà rất là tốt chúng ta sẽ kiếm được tiền đúng không và chúng ta cũng có thể là nhận được tích xanh của tích, tiktok à, cũng giống như các nền tảng mạng xã hội khác như là facebook hay là twitter à, thì chúng ta cũng sẽ có tiktok blue tik à, tiktok tích xanh à, thì à, thông thường thì chúng ta thấy rằng là cái lượt theo dõi thì cũng không hẳn là một cái tiêu chí quan trọng đâu À, thường đó là phải là một cái người nổi tiếng, một cái nhãn hàng nổi tiếng và nó phải làm uh, thật rồi để có cái khả năng cống hiến cho cộng đồng v.v. đấy nha. À, còn cái được theo dõi thì cũng không phải là một tiêu chí cứng để có thể nhận được tích xanh nhưng mà cũng không thể nào nó có một cái tài khoản nó mới quá à, thì để mà cái việc mà chúng ta uh, nhận được những cái cơ hội nhận tích xanh thì uh, nó không hề À, đơn giản nếu như chúng ta chỉ có một vài trăm hoặc là một cái lượt theo dõi tôi lấy thí dụ như vậy đúng không ok rồi à, và chúng ta cũng có thể là à, bấm công khai của chúng ta lên để chúng ta tăng được theo dõi thì đầu tiên ấy là những cái cách mà để chúng ta tăng theo dõi à, tiktok hiệu quả đấy là chúng ta để chế độ công khai à, đừng có à, để chế độ riêng tư thì người ta không bấm được người ta không theo dõi được đúng không à, tiếp theo đấy là chúng ta cũng nên à, chia sẻ nhiều trên các nền tảng khác thí dụ như là chúng ta có thể dùng Facebook, chúng ta có thể dùng email, chúng ta gửi email đúng không? hoặc là khi chúng ta đăng ký kênh thì chúng ta cũng có thể gửi email trên kênh hoặc là số điện thoại gửi SMS, đúng không? hoặc là Zalo, tức là sử dụng những cái nền tảng khác để kéo traffic về cho chúng ta để kéo traffic cho chúng ta để chúng ta làm cái điều đó một cách dễ dàng một cách dễ dàng để mà À, tăng được cái lượt theo dõi thì đây là những cái <laughs> những cái phụ trợ đúng không những cái phụ trợ à, ví dụ như mình mới mở kênh ra thì à, mình đăng lên Facebook mình đăng lên Zalo mình đăng à, những YouTube hoặc là mình à, đăng lên web hoặc là mình gửi email hoặc là mình gửi SMS vân à, vân rất nhiều những cái nền tảng phụ để để người ta biết đến cái kênh của mình ví dụ như là tiktok com sược À, phát hành online hay sược B marketing gì đấy đúng không? thì là các bạn vào các bạn follow tôi đi, tôi sẽ làm nhiều video hơn, tôi sẽ thu hút cho bạn vân vân đấy. nha. rồi à, bước tiếp theo đấy là chúng ta có thể tối ưu hóa cái hồ sơ của chúng ta đúng không? ví dụ như hình ảnh, rồi thông tin, rồi bio, rồi à, ảnh bìa, ảnh đại diện vân vân làm sao nó à, cá tính, nó hấp dẫn, nó đẹp, nó chuyên nghiệp một chút, Đấy, nó mang cái màu sắc của thương hiệu rồi cái cá tính của cá nhân để từ đó thì người ta sẽ À, sẽ vào người ta thấy thì người ta thích người ta tăng. Đó. Và quan trọng nhất đối với cái tăng follow mà tôi nghĩ rằng là tất cả mọi người đều đồng tình với tôi. À, đấy chính là chúng ta cần phải sản xuất video thường xuyên liên tục. Vâng, về số lượng là phải thường xuyên liên tục đấy. là một ngày à, TikTok đang recommend tức là khuyến cáo chúng ta là từ 1 đến 4 video đăng trên kênh TikTok mỗi ngày. Vâng thứ hai là về chất lượng nội dung thì phải có tính sáng tạo, tính nghệ thuật, đúng không ạ, à, tính giải trí, tính hài hước, tính vui vẻ, à, rồi làm sao mà thu hút được nhiều người xem và cái lượng khách hàng mục tiêu mà mình hướng tới đấy. À, có thể là những cái video về à, bóng đá, có thể là video về ca nhạc, có thể video về nhảy, có thể video về duet hay là có thể video về à, challenge rồi thì review vân vân rất nhiều các thể loại video. À, nhưng nhưng chúng ta luôn luôn sản xuất và chúng ta có những cái chất liệu nguyên liệu tốt để chúng ta à, thu hút cái điều đó chúng ta thu hút vâng rồi chúng ta cũng nên à, sử dụng hashtag trong video à, đối với tiktok thì à, hashtag rất là quan trọng đúng không ạ hashtag rất là quan trọng ở vì là, là cái gì à, đấy là cái mà à, chúng ta sẽ thấy rằng là nó à, rất là ok đúng không ạ à, nó rất là ok và ừ, à, TikTok nó sẽ đánh giá ở trên cái thuật toán của chúng của của nó đấy là cái hashtag đấy nó quyết định rất là nhiều và trong một video thì các bạn có thể đăng từ 5 đến 7 hashtag Nên bao gồm hashtag về sản phẩm hashtag về thương hiệu hashtag về xu hướng đúng không ạ? Ví dụ như là for you hay là xu hướng hay là trending thì chúng ta thường nó sẽ kèm người đó vào. Thế còn chúng ta làm thời trang đúng không ạ? thì chúng ta có thể là fashion chúng ta làm giày dép về shoe đúng không ạ? hay là chúng ta làm đồ ăn thì food hay là đồ ăn ấy, kiểu kiểu rồi thì thương hiệu của chúng ta là pa marketing thì chúng ta vẫn phải sược uh, một cái pa marketing để làm gì để để uh, để lần để... sau người ta tìm thấy đúng không vừa là uh, lấy được cái xu hướng và vừa là, là lại có được cái thương hiệu của mình tất nhiên là ví dụ như chúng ta để hashtag là pa marketing chẳng hạn thì chẳng ai biết thế nhưng mà chúng ta không hashtag thì cũng không ai biết đúng không thế nên là vừa phải có hashtag về sản phẩm À, thương hiệu à, rồi hashtag về xu hướng vân vân kiểu như vậy và và chúng ta cũng có thể sản xuất những cái video ăn theo hashtag đấy, và viết caption tức là viết tiêu đề nhá cái cái video đăng lên trên tiktok này nó có à, chúng ta có thể hình dung là có 3 phần một phần tiêu đề một à, phần hashtag và phần video đúng không đấy, phần video video thì chúng ta có kịch bản tốt đấy, chúng ta có nội dung tốt diễn xuất tốt âm âm nhạc tốt đấy, bắt tai đã tai trending music các kiểu con đà điểu đúng không phần tiêu đề thì cũng hấp dẫn Đấy dập tít Đấy, kỹ thuật dập tít như thế nào à, dùng những cái ngôn từ ra sao Đấy, à, giống như là chúng ta sẽ à, tin được không đúng không ạ trời ơi tin được không rồi thì à, chủ tịch hẹn hò với gái sinh và cái kết kiểu kiểu như thế tức là nó rất là vui nó rất là xu hướng và nó rất là trẻ trung đúng không thế rồi thì chúng ta à, cũng sẽ là làm hashtag đấy như tôi hướng dẫn. Thế thật. như vậy là chúng ta sẽ đăng video nên đăng video hàng ngày. À, nhớ rằng là TikTok recommend chúng ta một ngày từ 1 đến 4 video. Và à, người ta nói rằng là trên TikTok này không có một cái video nào có thể ăn uh, trending được mãi đúng không ạ? Thường một cái xu hướng nó chỉ dao uh, động khoảng từ 7 đến 10 ngày thôi là chúng ta đã đã xong rồi. Đấy là chúng ta đã phải sang cái xu hướng khác mất rồi. Tại vì mỗi một ngày bây giờ có hàng tỷ hàng tỷ cái lượt video được up lên uh, trên kênh tiktok đúng không ạ? Cho nên nó luôn luôn đòi hỏi chúng ta phải sáng tạo, uh, phải nghệ thuật, uh, phải liên tục, uh, phải đổi mới. Uh, mà cái 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 lượng thời lượng thể hiện trong một cái video này nó cũng rất là là ngắn đúng không ạ? Thường là khoảng một phút hoặc 3 phút đấy. Vâng. Và uh, lời khuyên tiếp theo đấy là chúng ta cũng phải thường xuyên tương tác đúng không? Uh, chúng ta tương tác với uh, kênh nổi tiếng, người nổi tiếng rồi uh, tương tác qua lại lẫn nhau để À, thu hút và người ta sẽ follow mình nhiều hơn đấy. mình cũng đi follow họ, mình cũng mời họ follow mình. Đấy. thế là và càng làm sớm càng tốt nhé. À, bây giờ các bạn biết là ví dụ như các bạn làm youtube bây giờ rất là khó, rất là lâu lên đấy. thế nhưng mà tiktok các bạn làm thì vô cùng dễ lên và nhanh lên. Đấy. đang là cái thời kỳ đang đang có thể nói là mới và thịnh hành và tốt nhất của mọi người đó. thì tôi hy vọng là các bạn sẽ uh, uh, hiểu được cái ý lời khuyên của tôi đấy là nó đang ở cái giai đoạn đầu xu hướng thì có nhiều cơ hội cho chúng ta, có nhiều cơ hội cho chúng ta, để chưa ạ? Vâng. Đấy thì cái lời khuyên là chia sẻ cái cái video TikTok của chúng ta lên trên các mạng xã hội khác thì tôi đã nói rồi đúng không? Chia sẻ trên uh, Facebook Watch, uh, Facebook Reels, Instagram Reels hay là YouTube shop đúng không ạ? Hay là YouTube hay là thậm chí là Zalo và chúng ta có cái cái, 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 cái logo hình tiktok và cộng với cái username của nó ở trong đấy đúng không? Đấy, mình chia sẻ thì người ta sẽ biết đến mình nhiều hơn, biết đến mình nhiều hơn, đấy, gửi email, đấy, chúng ta có thể gửi email marketing nếu như chúng ta có hệ thống email marketing, đấy, gửi sms đúng không ạ, để cho người ta vào hoặc là đẩy push uh, notification trong app đấy, để mà người ta tăng được cái lượt theo dõi đó. và à, tiếp theo đấy là chúng ta cũng sẽ chạy quảng cáo tiktok chạy quảng cáo tiktok đấy chúng ta có thể bấm vào cái nút quảng bá ở đây này cái nút có hình giống như hình ngọn nửa ấy đúng không ạ chúng ta nạp tiền vào tiktok chúng ta chạy quảng cáo video à, cho một cái video để tăng follow cho kênh để tăng follow cho kênh đấy thế thì à, đấy là những cái cách mà tăng follow cho kênh và trong những cái nội dung mình mình đang nội dung là quan trọng nhất content is king nội dung là quan trọng nhất đúng không thế thì những nội dung hay hấp dẫn và thu hút và có giá trị hữu ích hài hước có tính chất giải trí cao đấy, sáng tạo đúng không shop thì à, thường là cái lượt xem rất cao và họ sẽ viral họ sẽ theo dõi và cộng với mình kêu gọi lời lời chia sẻ cộng với lời kêu gọi theo dõi hãy bấm theo dõi cho thầy nhé hãy chia sẻ cho thầy nhé đúng không thì để thầy sẽ có động lực thầy ra nhiều video mới hơn kiểu kiểu như thế ờ, tất nhiên đấy là mọi người tôi khuyên mọi người cách làm nhưng mà cá nhân tôi thì tôi ít sử dụng cái phương pháp này đấy rồi chốt hạ là uh, có những cách gì để tăng uh, follow tốt cho 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 tiktok này, và an toàn và hiệu quả đúng không thứ nhất là chúng ta tập trung vào phát triển nội dung về số lượng tần suất và chất lượng Đó. chúng ta tạo các kịch bản uh, tuyệt vời và thu hút khách hàng hướng tới đối tượng khách hàng mục tiêu và tạo ra cộng đồng khách hàng Đấy. tiếp theo là chúng ta chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội và email marketing thứ ba là chúng ta chạy quảng cáo trên tiktok và thậm chí là chạy quảng cáo trên các nền tảng khác để ừ. tăng cái lượt theo dõi cho chúng ta thứ tư là chúng ta chăm đi tương tác chăm đi tương tác đúng không à, tương tác trên tiktok và tương tác trên những cái chỗ khác nữa đấy rồi à, thứ năm là chúng ta chú trọng đến hashtag đúng không hashtag à, khi đăng bài à, content à, phần text đúng không à, hay là phần à, caption ấy, tiếng anh này hay gọi là caption ảnh này không có cap mà ảnh này chỉ có em hay video này không có cáp video này của em có nghĩa là video này không có tiêu đề chỉ của em thôi. Đó. Thế là đấy là những cái phương pháp chính đúng không? Và cứ liên tục liên tục như vậy. Ngoài ra thì có thể có những cái phương pháp không chính thức khác, ví dụ như là chúng ta có thể sắp chéo, sử dụng tool, sử dụng những công cụ để tăng follow ảo, tăng lượt theo dõi, tăng lượt xem <laughs> ảo đúng không? thì trên thị trường hiện nay cũng có rất nhiều rất nhiều cái cách thức như vậy. Vâng. Và nếu như mà các bạn đang muốn xây kênh, các bạn đang muốn chạy quảng cáo, các bạn muốn live stream, các bạn biết lựa chọn sản phẩm và các bạn tạo TikTok Shop rồi để làm affiliate trên TikTok. marketing nội sàn của TikTok. Đó, xây dựng kênh thì các bạn hãy liên hệ với tôi để được tư vấn và trợ giúp đúng không ạ? Vâng, tên tôi là Nguyễn Phan Anh, các bạn biết rồi. Công ty PA Marketing ở địa chỉ là pa-marketing.vn, số điện thoại 0989 6388 và Facebook là facebook com ảnh vào online. Một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn rất nhiều. Chúc các anh chị và các bạn có một mùa Giáng sinh vui vẻ và Merry Christmas and Happy New Year. À, xin chào và mong muốn sẽ tiếp tục tư vấn và đồng hành cùng với các bạn trong năm tiếp theo. Một lần nữa xin được cảm ơn. Xin chào.